xã Trường An. Xã Trường An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Mà ở đây thì xe của gia đình mình là đang ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nhưng mà đã qua xã Trường An rồi. Chồng của Lê Đinh đang tìm một cái ngôi chùa cũng khá xưa rồi, và tìm một cái ông ở trong chùa gọi là ông Lục á. Thì hồi xưa là ông này là giúp đỡ cho gia đình của bên chồng của Lê Đinh rất nhiều. Đường xá cũng khá lạ cho nên đang tìm thử coi có duyên thì sẽ gặp được. Hồi đó mày nhớ vô đâu có cầu kia. Đâu cầu vượt gì đâu. Cầu vượt là nó mới xây thì hồi đó chưa có cầu vượt. Anh đi tới, đang trên đường tới đó. Sao bây giờ mình qua cái cầu vượt này là tới đi vô Bình Minh, bây giờ mình đi vô Bình Minh à, đi vô thị xã Bình Minh à, bên đây là mình đi Cần Thơ à, đúng rồi, cái này bên đây là cầu Cần Thơ, là bên trái đây là Bình Minh, bên phải đi Cần Thơ, còn mình đây này mình đi Bình Minh à, đây đang bị gì mà nó đứng luôn rồi, bản số Hà Nội mà à, sâu gần tới Bình Minh á. Quán nước mình hỏi, mình đúng đó, mình mua nước cái mũi gì đó, cái mình hỏi người ta biết cái chùa ông Lục không, sân dân giống ở đây có khi người ta biết nó, ví dụ trong đó cũng nhiều lắm, thì quả mai thôi, chỉ đường cho mình đi quả mai thôi chứ. Thế mà kiểu bây giờ mình tự tìm, bây giờ là đây là cầu Cái Vòi nhỏ, cái đường Lục á, giờ quẹo lại. Đi Trà Ôn á. Đây nè, này đi xuống Trà Ôn 15 km nè. 15 km đường xuống Trà Ôn nè mẹ. Đi đường này đi xuống Trà Ôn 15 km, bây giờ mình gần lại mình hỏi người ta coi. Có khi có cái đường nào quẹo vô, có cái hiện đây nơi đây còn xuống hỏi thử. Thì ông xã có lên phải đi hỏi thăm coi người ta biết không. Thế đi đợi mấy chút, đợi mấy chút. Chùa ông Lục qua cái cầu cái là quẹo đụng liền, qua cái cầu này là tới liền, qua cái cầu, cái cầu có cái cầu nữa mà không học cái cầu mà bên mình luôn, bên mình luôn à, bên mình đây ra cái cầu gì này là mình gì luôn nè, vô gì luôn qua à, cái cầu à, ô, là chờ, ok dạ, dạ con cảm ơn. Đường nào đi vô chợ Bình Minh, cái quận Bình, đường nào đi vô huyện qua đây nè, quẹo quá là đúng liền, bây giờ mình xuống đây mình qua quẹo lại. Quẹo cái là vô chợ Bình Minh. Chợ Bình Minh. Ngay chợ Bình Minh luôn. Đúng rồi. Rồi ngay okay. cái quận ngày xưa đó. Rồi quận ngày xưa luôn. Ok. Rồi con cảm ơn cô. Ông bên đây xin chào. Con cảm ơn cô. Ở đâu đẻ đây? Dạ tụi con ở bên Mỹ về, nhưng mà tại vì mẹ con hồi xưa có. Rồi. Rồi con cảm ơn cô. Dạ, rồi giọt. Rồi con cảm ơn. Dạ. Cái con đường mà nó còn mười mấy phút tới Trà Ôn là đúng rồi đó, tức là cuối đường là đúng con đường này đó. Hồi hồi sẽ có con đường qua bên tay mặt này vô chung. Mình xuống cái cầu đi, mình tấp vô là mình hỏi người ta là người ta chỉ, người ta biết đó. Dân ở đây là sẽ biết đó đó. Mà ông dân miền Tây thổi đường chắc ăn lắm. À. Thôi nhiệt tình này nó có nhánh rẽ vô đây nè. À. Là mình đi vô đây lại. Đó. Đó là mình đi thẳng là qua cầu vượt này, cầu vượt quốc lộ 1 nè. Thì đúng rồi, chạy thẳng này là xuống Trà Ôn. À đúng rồi. Qua đó bên kia là Nam Sông Hậu đó, là bên kia là máy dầm rồi đó, chợ máy dầm mà của thằng Hậu Giang á. Giờ nó thuộc Hậu Giang. Ông phía Nam phía này chứ ông đâu có gặp với Hậu Giang chứ. Dạ không, nhưng mà ý nói là nó có bến đò qua cái sông Hậu này nè. Là bên kia là bà nói bên tay mặt luôn, xuống qua cái cầu cho
xong rồi là bên trái mặt luôn á. Bây giờ mình tấp vô mình hỏi đây thôi. Thôi mày hỏi mấy cái nhà mà như vậy mày là dân vậy, mai ra mới chắc mấy tiệm phở thì mày nghĩ tao không biết đâu. Mới mướn nhà đó, dân ta hỏi đâu, chỗ nào đâu được. Chỗ này dân chỗ mà. Tiếp tục hỏi đường. Rồi cảm ơn. Hỏi với bài giá số là cũng chắc ăn lắm. Bài số bị thì cô này là đều biết cái chùa đó. Cô này người ta biết chùa Lục như này, ta cũng tính ngưỡng cái bà đầu tiên mà đấy. Qua còn cây cầu nữa. Là mình qua rồi, mà cái cầu đó là không có tính cầu không dược tính cầu. À không tính cầu dược, mà tính cái cầu đúng à. Cái chùa đằng trước thì giống như chùa người Khmer quá kìa. Không, nó bên trái không phải bên... Cái chùa của ông Lục nó sâu trong, phải đi bộ vô, không có lái xe vô. Cái chùa bự bên đây chỉ là đậu ngay trường học đó mà. Đó. Trường mầm non nha. Trường mầm non, thấy cái trường mầm non. Đây là này, chùa có người Khmer. Chùa Khmer. Dịch là biết rồi. Đó, cái này mới là cái cầu, mà kia bà nói cái kia là cầu dựa mà không có tính. Không tính đâu, hồi cái người xưa ta không tính cầu này kia, ta tính cầu này nè. Cầu ly nè. Quẹo được không được đâu. Đừng quẹo vô mất công quay đầu khó lắm. Sợ không cho đậu thôi. Sợ là block cái đường ta đó chứ, block cái đường trong đường hẻm đi ra. Mình cứ lùi vô thôi. Mình lùi vô đi được. Chỉ cứ bà nội đi thôi, phải không nội? Thôi đẹp. Rồi đúng chính xác rồi ha. À, ngay trường học. Dạ. À, có cái đường nhỏ đi vô. Rồi ơi. Giờ giao anh Trọng vô giúp đỡ mấy người ngoài này nghe, mình đi vô nha. Đúng chính xác rồi đó. Rồi thôi giờ con đi vô với nội nha. Thôi cái chỗ ông nó đứng rồi. Anh nói tới cái ông nó đứng tới nó quẹo. Hỏi kỹ rồi chưa? Rồi mẹ chồng của Lê Đinh với là ông xã và Lê Đinh sẽ đi vào tìm chùa ông Lục. Đây là người ơn của gia đình bên chồng Lê Đinh hồi lúc trước. Có đi xe du lịch hay vậy? Dạ không. Xe lớn không có vô được anh. 16 chỗ. Trong đây yên tĩnh quá quý vị ơi. Đây là trường mầm non, trường học nè. Cái cây chuối, nải chuối nè quý vị. Wow. Đúng không? Ta chỉ mà, hành ta chỉ đúng mà. Sao ông ta bắt tài xe ôm nói thì xa lắm á. Phải không? Chùa ai vậy? Dạ đi chùa ông Lục. Xe 16 chỗ chị vô luôn à, cho chị vô à, xe là cho 3 tấn nữa chị vô luôn à. Vậy sao có cái bác kia nó không vô được ta? Vậy vô rồi thôi. Mày vô không? Chở mày luôn. Dạ thôi, cảm ơn anh. Dạ không, ổng không sao đâu anh, dạ cảm ơn anh nhiều. Quý vị thấy người dân quê, người miền Tây nhiệt tình kia không quý vị? Họ có muốn đi không, cho quá gian vô luôn. Mà tại mình từ chối mình không có đi là tại vì không có dám ngồi xe, bà cụ không có dám ngồi xe hai bánh chứ không phải là mình không có muốn đi. Trời ơi, cái bờ sông nè, sông gì đẹp quá vậy. Rồi lâu lắm rồi mới thấy nè,
khóm tre làng nè con, bụi tre nè, bụi tre nè đó. Quá bự ghê không. Nó chạy ra sủa. Cái này mà chụp trang tắm. Ở đây có những căn nhà rất đẹp và rất rộng nha quý vị, chứ không phải là nhà nhỏ nhỏ mà thôn quê hồi xưa đâu, nhà lá nữa đâu. Nhà gạch ngói không đó quý vị, nhà đẹp lắm, rộng lắm nè. Đó. Cây ổi. Oh no, cái này cái gì đây? Lên đây cũng không biết cây gì nữa. Cây bình bát hả ta? Cây hồng hồng này là nên biết là cây bông trang. Cây bông trang. Bông trang nè quý vị. Quá trời chưa? Trong khu này mà có một cái cảnh đẹp như vậy, mà một điểm chụp hình gọi là lý tưởng như vậy quý vị. Đây, lục bình trôi. Dòng sông quê có những nhánh lục bình trôi. Bên kia, đó, là những căn nhà. Xe vô nè. Tại vì đường này đường tráng nhựa lớn lắm rồi. Rồi quý vị thấy nhà không? Nhà nào nhà nấy quá đẹp luôn, to luôn. Này này giống như là lọt vô khu nhà giàu ở tỉnh Vĩnh Long vậy đó. Đây nè. Wow. Mười mấy năm trước thì con đường này nó còn là con đường đất rất là nhỏ, bây giờ căn nấy nhìn quá đẹp. Rồi Lê Đinh tiếp tục đi nha, bây giờ cái đoàn của Lê Đinh không biết đâu mất rồi, mẹ của Lê Đinh đâu rồi không biết nữa. Chắc chùa này quá. Đây là quang cảnh bên trong chùa ông Lục rồi quý vị. Lê Đinh thấy này giống như chùa của người Hoa vậy đó. Cái vườn cây nhìn cũng rất là yên tĩnh. Đây là Phật Bà Quan Âm đây nè con. Rồi, mẹ của Lê Đinh đã gặp được ông Lục và đã nói chuyện với ông Lục xong. Bây giờ cả nhà lại trở ra ngoài xe. Xe đang đậu ở phía ngoài cũng gần lắm. Tại vì đường này đã tráng nhựa và rộng rồi cho nên xe chạy vô được rồi. Đó. Mấy chim bồ câu nè. Rồi chặng thứ hai là đến chợ Bình Minh. Chợ Bình Minh. Cầu này cầu Phù Ly. Rồi nhé, cái cầu Phù Ly đi ra rồi qua cầu Phù Ly xuống là bên đây mặt đó. Cầu Phù Ly hả? À, cầu Phù Ly. Wow. Đi xa. Thì nhớ bên trái là trước khi qua cầu có cái chùa Khmer này. Đó, chứ cái cầu này là đúng là
cái chùa này xuống cái cầu Phù Ly ở bên tay mặt. Chùa Phù Ly luôn. Ở bên tay chưa xuống. Bình Minh này là hồi xưa là gia đình lấy đi ở đây phải không? Ừ. Đây là như là đi về quê chồng hả? Không phải, không phải là quê mà là năm 72, 71 á. Qua thiên kiển làm về đây làm việc. À. Thì gia đình nó trong chạy ra bên đó. Ừ. Nó có cái dãy nhà cho vợ con của sĩ quan ở đó, thì mình mới dọn về đây ở. Thì làm việc từ năm 71 ở trong quận Bình Minh tới năm 75 mới đi về Sài Gòn. Giờ là về đây thăm lại. Rồi giờ này thăm chốn. Đó là hồ sơ ở đây là tuổi thơ là ở đây. Là nói chung 2 tuổi. Cao hút á. À, lớp 2 là lúc 7 tuổi, 6, 7 tuổi cho tới 11 tuổi là ở đây. Lớn lên tuổi thơ là ở đây. Đi bơi sông gì đó, đi này nọ nó là ở dưới này. Mà bắt ghế nó cũng xây sửa lại thôi, nó đâu có được như vậy. Này là cầu cái vòi nó nhỏ mà. Thì đó nó kêu cầu cái vòng nhỏ. Là này á hả? Ừ, nó sửa lại, nó gọi là cầu cái vòi nhỏ. À. Nhưng mà sửa lại rồi, hồi xưa nhỏ lắm, hồi xưa giống như cái cầu đúc vậy đó, đi qua thôi. Cầu sắt đi qua, cầu đúc là mấy trước. Cầu sắt, cái cầu đúc đúng rồi. Cầu ôn đó. Thì đó. Thì nó làm lại đó. Giờ mình mới quẹo trái. Không có tiền mua, giờ nó 3-4 triệu nó mua được xe. Mấy xe Trung Quốc giờ 3-4 triệu nó mua được rồi. Mấy xe quay này có 1.7 triệu chứ. Đó, đó. Trừ tới 100 đô mới có chiếc xe đi vậy. Bởi vậy. Hồi xưa tính còn cây cây giống như Rimai đó, 10 cây các bạn. 10 cây. Ừ. Thêm nữa. Đó, bây giờ xe có chưa tới 100 đô mua được chiếc xe chạy rồi. Mình đi học mình đi xe đạp đi bộ tới mồ luôn. Trời ơi, xe đạp đi đường xe ra mà không lành nữa chứ. Hình như tới cả tư này có qua cầu không ta, hay là tới cả tư này quẹo vô. Mẹ nhớ không? Chợ Bình Minh đâu? Để coi, tới coi. Hình như tới cả tư này quẹo vô. Quẹo vô chợ đây, quẹo cái dốc cầu trên kia, dốc cầu phải không? Đúng rồi, rồi đúng rồi, quẹo trái đây nè, chưa có qua cầu. Này, ô tới dốc cầu là tới cái quận mình ở rồi. Bây giờ quẹo trái là chưa vô. Chưa qua cầu á. Chưa qua cầu. Đúng rồi, đó dốc cầu trước kìa đó, thì đây nè cái đường. Đây là đường Quốc Quyền nè. Đó, đường Quốc Quyền á. Nhiều quẹo trái là vô chợ Bình Minh. Vô chợ Bình Minh. Hồi xưa là vô ngay quận Bình Minh luôn. À. Nhưng mà cái đường nhỏ lắm, đường đất đỏ chứ không phải đường trắng nhựa như vậy. Đó là vô ngay quận Bình Minh luôn, mà chưa cái quận mà nó nằm trong này nè. Quận Minh nằm hồi xưa đây ở trong chợ Bình Minh luôn. À, thời ra quận quẹo trái nè. Cái chợ nó cách cái quận có chừng khoảng 100m, 200m thôi. À. Tức là từ trong quận mà đi ra quẹo mặt là tới 200m là tới cái chợ, sau lưng cái chợ là ra bờ sông luôn. Là sông cái luôn. Luôn nó sẽ qua một cái cầu đúc nhỏ nhỏ nữa. Hồi xưa thấy lớn lắm, bây giờ nó là trong video thấy nhỏ xíu. Bên tay mặt, bên tay mặt đó, nếu mà xuống tới dưới đó chút chút. Đó. Đó chợ Bình Minh rồi, trái cây quá trời nè. Trời đó. Ơi, đó, hiệu sách Bình Minh nè. Hình như cái quận Bình Minh là ngay sau lưng cái đám cây đó đó. Bên đây là nghĩa địa với là chùa Hòa Hảo. Đó, coi, đó cái tòa nhà đó là tòa nhà, chưa có tòa nhà của ông gì, ông Tào gì đó. Bốn tầng đó, hình như đó. Đó cái gì là cái gì của cái dọ đi, hay là nghe trước cái bông hoa nè, chợ Bình Minh đi quý vị ơi. Hồi xưa nó phải bán tới ngoài này, hồi xưa chợ đi bút ở dưới đó. Ừ. Nè cái quận nè mà. Đây. Nè bên đây có cái cầu nè, cầu đúc nè, đó, cầu đúc nè. Sau lưng cái Bình Minh là dòng sông. Cái quận là ban quản lý chợ Cái Vồn. Bây giờ đó là ban quản lý, đó, trong đó là trang quan hết trơn. Đó là cái quận Bình Minh hồi xưa. Trang quan nó kéo dài xuống tới kia luôn. Đó cái đường hẻm trong kia chỗ nhà lầu có cái đường hẻm. Có cái đường. Đường hẻm nó ra sông đó, đó. Để nó phá thằng quen hết trơn rồi. Bây giờ nó làm nhà hết trơn rồi. Ừ, bây giờ đâu có. Thôi đi vòng ra bờ sông đi ra giờ đi cũng được, đi vậy được rồi. Như vậy để nhìn lại nhớ lại cảnh ở xưa. Đây có cái tiệm thuốc tây Thu Dung cái gì nè, đường này nè. Đó cái nhà này là tiệm thuốc tây nè. Sống bên này là nhà. Bây giờ là bánh canh cua này, hồi xưa tiệm thuốc tây nè. À, đi ra bờ sông mới sao luôn. Nhà Bắc Tính ở trong đó đó. Ờ, nhà Bắc Tính sao đây, Bắc Tính vợ chỗ trời trong mình rồi con. Đó. Ở dưới này có tiệm Lý Thục Ký dưới này. Trời nhà ơi, đó là bờ sông á. Nhà chị giấy là muốn đó, nếu mà, nếu mình muốn nhiều thôi, chở đầu được thì mình chở đầu ra cũng được. Ký ức ùa về, ký ức ùa về. Đó, cái chợ đó đúng là trên nhà lòng chợ là ngay đây nè đó. Ngay khúc này nhà lòng có, thấy không? Cái nhà lòng chợ không? Đó. Bờ sông là ở sao? Thấy không?
giờ mình chở đầu là đi cũng được, mình ghe là chở đầu đi. Có được. Chùa Tàu hay gì nè. Ờ đúng rồi. Ở chùa Tàu rồi cái chợ đó, chợ Bình Minh. Đây là chợ trong Cái Vồn, nhìn ngỡ ngỡ phải không? Chợ Cái Vồn đi quý vị, chợ cũ nè. Cái coi cho biết luôn. Chợ Cái Vồn này là chợ cũ rồi. Cũ đúng rồi, chợ mới nó mua gần trước rồi. Nhưng mà giờ người ta vẫn còn bán. Tại vì bây giờ lại chứ. Mà trước mặt bên trái bên này đó là hồi xưa là cái chùa Hảo. Đi lên cái cầu đúc của nó đó. Cái cầu đúc đó, nó đi ra đi thẳng cái cầu đúc đó luôn, đi ra ra ngoài kia được luôn á, đi ra bên bên nước Bắc Cần Thơ đó. Bây giờ thì không biết nó đi đâu, mình phải vòng lại đâu không? Tại vì cái Cần Thơ nó đi hướng khác rồi, không đi hướng cũ cho đâu nữa. Bông đẹp quá trời. Trời ơi cái nè, mình mà có mình ngừng xuống mình mua. Nhưng mà mình mua cũng đâu có chỗ mình để. Coi cả trái cây kìa trời, mày muốn ăn chôm chôm. Chôm chôm 20 ngàn. Quá rẻ anh ơi. Một đô. Ăn nói hết trời hơi luôn. Giải 25 ngàn. Cà phê thôi uống nước cam mà được. Nhìn mê quá à. Lần đầu tiên về mùa hè nè, cho nên thấy trái cây nhiều quá. Lần trước về tháng 3 không có trái cây, khô queo à, nóng lắm. Coi nè, coi nè, 25 ngàn, trái vải, ủa trái phải trái vải không ta? Trời, trái chôm chôm đỏ lơm kìa. Bữa nào mới phải đi bộ, mới mới quay phim mới đã. Ngoài đây mới quay tổng quá thôi. Qua tuần hơi chắc có, không có chợ. Có chứ. Có chứ làm gì không. Rồi, bây giờ gia đình Lê Binh bắt đầu rời Bình Minh và tiếng Cần Thơ, yeah. Bây giờ mình đi qua cầu Cần Thơ. Bây giờ mình gia đình của gia đình đi qua cầu Cần Thơ. Có đang chơi nửa trình bây giờ. Chọc chim dẫn rồi nè. Ờ, chọc chim dẫn rồi, xây nửa trình bây giờ. Trời ơi. Ở chùa bên tay phải đó ba. Đó, cái chùa nó đỉnh tròn tròn á. Chùa đó là tưởng niệm á, đó là sầm cầu.